Trong những ngày qua, hàng vạn thanh niên nhập ngũ năm 2021 khắp mọi miền Tổ quốc đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về quê hương. Trái ngược hẳn với tâm thế lúc ra đi, ngày trở về, những tân binh năm nào ai nấy đều rắn giỏi, đĩnh đạc, trưởng thành và mang trong mình nhiều niềm vui, kỳ vọng tương lai tươi sáng. Và có lẽ với các chiến sĩ không niềm vui nào lớn hơn khi được kết hôn cùng người mình yêu sau 2 năm chờ đợi. Câu chuyện trong phóng sự sau chính là một trái ngọt hạnh phúc. Ngày 11 tháng 1, thanh niên Lý Ông Phin hoàn thành nhiệm vụ trở về quê nhà ở xã Tả Phơi, thành phố Lào Cai. Phin háo hức hơn bao giờ hết bởi mình có song hỷ, được ở trong ngôi nhà mới do quân đội hỗ trợ và đặc biệt là được kết hôn với người đã chờ đợi sau 2 năm quân ngũ. Gia đình đã chuẩn bị một đám cưới thật đẹp để ngay sau ngày xuất ngũ, Phin được sánh đôi với cô gái mình yêu thương. Hôm nay xuất ngũ, tôi rất phấn khởi được bố mẹ cưới vợ cho, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Qua Tết, tôi sẽ đi học lái xe ô tô để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Sau 25 chờ đợi, mình rất tự hào lấy được một người chồng từng là bộ đội. Lần đầu bố đến thăm khi làm giúp dân, có hỏi mấy anh em cùng bộ đội là ai ghét Pin không, nhưng các cháu bảo là không ai ghét cả. Pin hiền và ngoan lắm, tốt lắm. Thế là bố mừng rồi. Trước khi vào bộ đội, bố mẹ đi hỏi vợ cho, nhưng phải huấn luyện giỏi thì về mới làm lễ cưới cho đấy. Trong thời gian quân ngũ, Lý Ông Phin đã được bồi dưỡng phát triển đảng và gần nhất, Phin sẽ được chính thức đứng trong hàng ngũ của đảng, một trong số ít đảng viên của bản Pèng. Tình yêu với thiếu nữ người Dao đã trở thành động lực để Phin và nhiều thanh niên khác cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sự trưởng thành, chững chạc của một quân nhân chắc chắn sẽ giúp Phin vững vàng là trụ cột gia đình, là bờ vai vững chãi để cô dâu gửi gắm cuộc đời mình và có một gia đình hạnh phúc.